Vừa qua, Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận thực hiện hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam do chính phủ Đức tài trợ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và bà Annette Frick, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức, chứng kiến lễ ký. Dự án có mục tiêu cải thiện các điều kiện tiên quyết đối với quá trình phát triển dự án điện gió, thúc đẩy và mở rộng quy mô phát triển điện gió tại Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh của Việt Nam. Bà Annette Frick, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức cho biết, đây là một dự án rất quan trọng, thể hiện sự cam kết cũng như đóng góp ngày càng tăng của chính phủ Đức với việc phát triển năng lượng tại Việt Nam. Phía Đức hy vọng thông qua dự án này sẽ có điều kiện được chuyển giao hiệu quả những kinh nghiệm quý báu về phát triển nguồn điện gió cho Việt Nam. Đồng thời, bà khẳng định chính phủ Đức luôn sẵn sàng cam kết hỗ trợ Bộ Công Thương để tạo lập môi trường hấp dẫn, thu hút những nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như năng lượng gió.